Thân mến, chào các em học sinh khối 8. Hôm nay các em sẽ được học sang chương 2 nhiệt học. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu đó là cấu tạo chất. Chủ đề cấu tạo chất bao gồm hai bài trong sách giáo khoa. Đó là bài 19 và bài 20. Bài 19, các chất được cấu tạo như thế nào? Bài 20, nguyên tử, phân tử, chuyển động hay đứng yên? Cô giới thiệu với các em thí nghiệm hình 19.1 sách giáo khoa trang 68. Thí nghiệm gồm hai bình chia độ chứa rượu và nước, mỗi bình chứa 50 cm khối. Làm phép cộng đơn giản, ta biết tổng thể tích của hai bình sẽ là 100 cm khối. Tiến hành thí nghiệm như sau: đổ 50 cm khối rượu vào 50 cm khối nước, ta sẽ thu được hỗn hợp nước rượu có thể tích bằng bao nhiêu? Người ta thu được có 95 cm khối. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao thể tích hỗn hợp lại nhỏ hơn 100 cm khối? Vậy 5 cm khối hỗn hợp nước rượu biến mất đi đâu? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta vào bài học ngày hôm nay. 1. Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không? Có 3 câu hỏi tương ứng với 3 câu trả lời. Các em theo dõi. Câu 1. Vào thời điểm nào người ta đã nghĩ rằng vật chất không liền một khối? Câu trả lời: cách đây hơn 2.000 năm, người ta đã nghĩ rằng vật chất không liền một khối mà được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. Câu 2. Vậy đến khi nào mới chứng minh được các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt? Trả lời: nhưng mãi cho đến đầu thế kỷ 20 mới chứng minh được điều này. Câu 3. Những hạt riêng biệt đó được gọi là gì? Trả lời: những hạt riêng biệt này được gọi là nguyên tử, phân tử. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại. Ví dụ như là một phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydro kết hợp với một nguyên tử oxy. Chính vì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên các chất vô cùng nhỏ bé nên các chất nhìn có vẻ như liền một khối. Câu hỏi phần 1. Vậy các chất được cấu tạo như thế nào? Kết luận: các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Các em học bộ môn hóa học, các em đã biết các chất khác nhau thì nguyên tử, phân tử cấu tạo nên chất là khác nhau. Ví dụ, sắt được cấu tạo từ các nguyên tử sắt, nước được cấu tạo từ các phân tử nước. Để các em hình dung ra sự nhỏ bé của nguyên tử và phân tử, mời các em đọc phần có thể em chưa biết. Bằng phương pháp so sánh, các em có thể biết được sự nhỏ bé về khối lượng và kích thước của nguyên tử, phân tử. Trước tiên về khối lượng: khối lượng của trái đất lớn hơn khối lượng của quả cam bao nhiêu lần thì khối lượng của quả cam lớn hơn khối lượng của phân tử hydro bấy nhiêu lần. Về kích thước: nếu xếp 1 triệu phân tử nước nối liền nhau thành một hàng thì cũng chưa dài đến 2 cm. Nếu tưởng tượng mỗi vật đều lớn gấp 1 triệu lần, nghĩa là một con muỗi trở thành một con vật khổng lồ dài tới 10 km, thì kích thước mỗi phân tử vẫn chưa lớn bằng một dấu chấm. Ngày nay, để quan sát các nguyên tử và phân tử, người ta dùng kính hiển vi hiện đại có khả năng phóng đại ảnh lên hàng triệu lần, giúp con người khẳng định được sự tồn tại của các loại hạt nguyên tử, phân tử này. Đây là ảnh chụp của các phân tử nước. Các em quan sát vào đầu mũi tên, chúng ta đặt ra một câu hỏi: các phân tử nước này sắp xếp cạnh nhau hay giữa chúng có khoảng cách? Còn đây là ảnh chụp của các nguyên tử silic. Cũng nhìn vào đầu mũi tên, ta thấy các nguyên tử silic có sắp xếp cạnh nhau không hay là chúng giữa chúng có những khoảng cách? Bây giờ ta sẽ sang phần 2, giữa các phân tử có khoảng cách hay không? Quay trở lại thí nghiệm hình 19.1. Chúng ta sẽ đi giải thích sự hụt thể tích của hỗn hợp rượu và nước. 5 cm khối hỗn hợp rượu và nước đã biến mất đi đâu? Lý do các phân tử nước và phân tử rượu quá nhỏ bé, ta không nhìn bằng mắt thường được. Vì vậy, muốn giải thích thí nghiệm này, trước tiên ta sang thí nghiệm mô hình. Thí nghiệm mô hình, dụng cụ gồm có một bình chia độ chứa 50 cm khối cát, một bình chia độ đựng 50 cm khối sỏi. Tiến hành đổ 50 cm khối cát vào 50 cm khối sỏi, rồi lắc nhẹ, ta thu được hỗn hợp cát và sỏi có thể tích nhỏ hơn 100 cm khối. Các em quan sát hình vẽ phóng to của hỗn hợp sỏi và cát, các em phát hiện ra điều gì? Các hạt cát không những
nằm phía trên của các viên sỏi mà nó còn nằm xen kẽ vào khoảng cách giữa các viên sỏi nữa. Vì vậy, ta đi giải thích thí nghiệm mô hình như sau. Vì giữa các viên sỏi có khoảng cách, nên khi đổ cát vào sỏi, các hạt cát đã xen kẽ vào những khoảng cách này, làm cho thể tích của hỗn hợp trên thực tế nhỏ hơn tổng thể tích của sỏi và cát. Ở thí nghiệm mô hình, mắt thường quan sát được các viên sỏi và các hạt cát bởi vì chúng không phải là các nguyên tử và phân tử. Nhưng ở thí nghiệm trộn rượu và nước, mắt thường không quan sát được các phân tử rượu và các phân tử nước. Nhưng kết quả thí nghiệm thu được tương tự như nhau, nên ta có thể giải thích sự hụt thể tích của rượu và nước tương tự như sự hụt thể tích của sỏi và cát. Các viên sỏi tương tự như các phân tử rượu, các hạt cát tương tự như các phân tử nước. Vì vậy, sự hụt thể tích của rượu và nước được giải thích là do giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. Từ thí nghiệm mô hình vận dụng để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước. Giải thích, giữa các phân tử nước cũng như các phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại. Vì thế mà thể tích hỗn hợp rượu và nước bị giảm. Qua thí nghiệm, người ta rút ra kết luận như sau. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. Ghi nhớ của phần 1, các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 2. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? 1. Thí nghiệm Brown. Vào năm 1827, nhà thực vật học Brown người Anh đã làm thí nghiệm như sau. Ông thả các hạt phấn hoa vào trong nước. Quan sát bằng kính hiển vi thì thấy các hạt phấn hoa không phải là các thực thể sống, nhưng nó lại chuyển động hỗn loạn không ngừng. Kính hiển vi thời đó chưa hiện đại như bây giờ, vì vậy ông không làm sao giải thích được chuyển động kỳ lạ này. Đây là ảnh chụp đường chuyển động của các hạt phấn hoa. Hơn 50 năm sau, vào năm 1880, thì các nhà khoa học mới bắt đầu tìm hiểu được nguyên nhân của chuyển động này. Nhưng cũng phải đến đầu thế kỷ thứ 20 và năm 1905, nhà vật lý lý thuyết thiên tài người Đức Albert Einstein mới giải thích được chính xác đầy đủ chuyển động của Brown. Ông giải thích như sau. Do các phân tử nước nhỏ bé hơn các hạt phấn hoa rất nhiều, nó không đứng yên mà chuyển động hỗn loạn không ngừng. Khi chuyển động, các phân tử nước đã va chạm vào các hạt phấn hoa. Sự va chạm này không cân bằng, cho nên làm cho các hạt phấn hoa cũng chuyển động hỗn loạn không ngừng. Qua thí nghiệm Brown, người ta rút ra kết luận các nguyên tử, phân tử của tất cả các chất chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhưng chất khí thì các phân tử dễ dàng ra xa nhau hơn. Sau đó là đến các phân tử chất lỏng, rồi mới đến các phân tử chất rắn. Chính vì vậy, hình dạng và kích thước của các vật rắn không thay đổi. Ta có chú ý sau, những chuyển động nào được gọi là chuyển động Brown? Những chuyển động hỗn loạn không ngừng của các hạt rất nhỏ trong chất lỏng hay chất khí được gọi là chuyển động Brown. Cô có câu hỏi dành cho các em ở file bài tập. Hãy giải thích tại sao có rất nhiều hạt khói, hạt bụi nhỏ li ti được phát tán trong không khí. Sang phần 35 mã, chúng ta đi tìm hiểu nhiệt độ ảnh hưởng thế nào đến chuyển động của phân tử các chất. Tiến hành thí nghiệm như sau. Thả các hạt phấn hoa vào trong nước nóng và nước lạnh. Quan sát thí nghiệm thì nhận thấy rằng trong nước nóng các hạt phấn hoa chuyển động nhanh hơn. Điều đó chứng tỏ ở nước nóng có nhiệt độ cao hơn thì các phân tử nước nóng chuyển động nhanh hơn, va chạm vào các hạt phấn hoa mạnh hơn. Người ta làm rất nhiều thí nghiệm và người ta đều thấy rằng chuyển động của nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ tới nhiệt độ. Vì vậy, người ta gọi chuyển động của nguyên tử, phân tử là chuyển động nhiệt. Ta rút ra kết luận của phần 3. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt. Sau khi học xong lý thuyết, chúng ta sang phần 3, vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, tại sao khi thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt? Các em hãy vận dụng kiến thức về cấu tạo chất để trả lời câu hỏi 1. Trả lời, giữa các phân tử nước và giữa các phân tử đường có khoảng cách, nên khi khuấy lên, các phân tử đường và nước đã xen kẽ vào các khoảng cách của nhau, nên nước có vị ngọt.
Kem xem mô phỏng khi khuấy đường và nước có sự xen kẽ của các phân tử. Sang câu 2, tại sao quả bóng cao su hay quả bóng bay được bơm căng dù có buộc thật chặt cũng ngày một xẹp dần? Ruột xe đạp và ruột xe máy cũng thế, mặc dù ta bơm căng để lâu ngày không đi nó vẫn xẹp dần. Vậy không khí bên trong quả bóng thoát ra ngoài bằng cách nào? Câu trả lời: vì thành quả bóng được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa chúng có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua các khoảng cách này mà ra ngoài, làm cho bóng xẹp dần. Thế có bạn nào đặt câu hỏi ngược lại: tại sao các phân tử không khí bên ngoài không xen qua khoảng cách giữa các phân tử cao su để vào bên trong quả bóng không? Bạn nào trả lời được câu hỏi này, cô sẽ có điểm cộng dành cho các bạn. Câu 3, cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta vẫn thấy cá sống được trong nước, mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều. Như vậy ta hãy giải thích trong nước có không khí. Câu trả lời: vì giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí bên trên chuyển động xuống phía dưới, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, nhờ đó cá có thể sống được. Câu 4, tại sao chỉ xịt nước hoa ở một góc phòng nhưng lát sau khắp mọi nơi trong phòng đều ngửi thấy mùi nước hoa? Chúng ta thấy nếu trong phòng đều ngửi thấy mùi nước hoa, chứng tỏ các phân tử nước hoa đã chuyển động như thế nào? Câu trả lời: cô chia làm hai ý để cho một số bạn phân biệt được khi làm bài kiểm tra chúng ta không bị mất điểm. Ý thứ nhất, vì các phân tử nước hoa và phân tử không khí đều chuyển động hỗn độn không ngừng. Ý thứ hai, vì giữa các phân tử có khoảng cách nên chúng xen kẽ vào giữa khoảng cách của nhau. Vì vậy, khắp mọi nơi trong phòng đều ngửi thấy mùi nước hoa. Cô ôn lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử phân tử. Các nguyên tử phân tử là những hạt riêng biệt nhỏ bé cấu tạo nên vật. Đặc điểm của nguyên tử phân tử: giữa chúng có khoảng cách, chúng chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía. Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử phân tử chuyển động càng nhanh. Sang phần dặn dò, Kem về nhà học bài và làm bài trong file bài tập cô đã gửi trên trang web của trường. Làm thêm bài tập trong sách bài tập từ bài 19.1 đến bài 19.5 và 20.1 đến 20.5. Đọc trước 3 bài: bài 21 nhiệt năng, bài 22 dẫn nhiệt, bài 23 đối lưu bức xạ nhiệt. Chúng ta sẽ gộp thành một chủ đề học ở tuần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Cô tạm biệt các em.